Chào mọi người, mình là Hương, năm nay mình gần 40 tuổi rồi. Nhưng nói thật, đi ra ngoài thì ai cũng tưởng mình chắc phải đến gần 50 chứ không phải là gần 40. Vài năm gần đây mình bị rụng tóc. Mới đầu thì nó rụng ít ở trên đỉnh đầu thôi. Nhưng về sau ấy, thì càng ngày nó càng rụng lan rộng ra khắp đầu. Và nó rụng nhiều lắm. Nhiều khi mình chỉ vuốt nhẹ, là chải đầu hay là gội tóc thôi thì là nó đã cứ rụng đến cả mảng rồi. Rụng như là chút ấy. Nhiều lúc thì thấy buồn lắm. Nghĩ là hay là mình bị bệnh hiểm nghèo hay ung thư hay làm sao đấy thì tóc nó mới rụng nhiều như vậy. Rất là may chồng mình được một người bạn mách cho là phòng khám chuyên khoa da liễu Maya. Thì hôm nay anh về anh nói là đi, anh chở đến đây. Thì đến đây thì mình được bác sĩ thăm khám và nói là mình rụng tóc là do rụng tóc sau sinh. Và các cái nang tóc của mình á, nó bị chết. Nó còn những cái còn lại thì nó yếu nên là nó làm cho tóc gãy rụng. Bác sĩ có nói với mình là bây giờ sẽ đưa cái tinh chất trực tiếp vào thẳng vào cái nang tóc, làm cho nang tóc nó khỏe lên và nó có thể mọc tóc, và tóc làm cho tóc khỏe thì tóc sẽ mọc trở lại được. Mình cũng rất là hy vọng được như bác sĩ nói. Phòng khám chuyên khoa da liễu Maya & Maya, chuyên điều trị các bệnh lý về tóc, liên hệ 1800 4888 để được tư vấn chi tiết.